sống mỗi ngày vui vẻ thanh tịnh lắm. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, chẳng để lại hậu quả. Tri thức không được. Tri thức giải quyết vấn đề, nhưng sau đó để lại hậu quả. Hơn nữa, tri thức giải quyết vấn đề cực hạn, chẳng viên mãn. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Thời trước, tôi diễn giảng, trao đổi với các sinh viên và giáo sư thuộc khoa Hán học của Đại học Kiếm Kiều và Đại học Luân Đôn của Anh. Tôi rất bội phục những người ngoại quốc ấy. Họ trẻ tuổi, nói tiếng phổ thông rất khá, nói giọng Bắc Kinh rất chuẩn, chẳng thể không bội phục. Người trẻ tuổi 20 mấy tuổi học giỏi như thế, nghiên cứu Hán học, nghiên cứu Nho Thích Đạo, dùng kinh điển Nho Thích Đạo để viết luận văn tiến sĩ. Tôi từng hỏi họ, ông Thang Ân Tỷ đã nói, để giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, phải cần tới học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Đại Thừa Phật Pháp. Tôi nói hiện nay các vị đều học tập học thuyết Khổng Mạnh và Đại Thừa Phật Pháp. Những thứ ấy có thể thật sự giải quyết vấn đề hay chăng? Tôi hỏi họ, họ nhìn tôi cười, chẳng trả lời. Sau đây tôi hỏi tiếp, ông Thang Ân Tỷ nói sai rồi hay sao? Quý vị có nghĩ ông ta nói sai hay không? Họ cũng không đáp. Cuối cùng tôi bảo họ, ông Thang Ân Tỷ nói chẳng sai, nhưng nhiều người đọc rồi hiểu sai ý. Nhắc tới học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc, chắc chắn quý vị nghĩ đến Tứ Thư, Ngũ Kinh, 13 Kinh. Chính là những thư họ đang học tập. Trong số đó có sinh viên dùng sắc mạnh tử để viết luận văn. Còn có một sinh viên dùng kinh Vô Lượng Thọ để viết luận văn. Tôi hỏi anh ta, kinh Vô Lượng Thọ có 9 phiên bản khác nhau, anh dùng bản nào? Anh ta dùng bản hội tập của Hạ Liên Cư. Khó có. Ta nói rất nhiều người đọc rồi hiểu sai, vì sao? Tứ Thư, Ngũ Kinh, 13 Kinh là hoa quả của Nho gia. Đương nhiên quý vị thấy ngay. Vừa nhắc tới Đại Thừa Phật Pháp, nhất định quý vị nghĩ đến những bộ Đại Kinh, Đại Luận như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã. Có thể giải quyết vấn đề hay chăng? Chẳng thể giải quyết. Quý vị không nói, để tôi nói với quý vị, đây là hoa quả, nhưng quý vị phải nghĩ hoa quả do đâu mà có? Do cây sanh ra. Cây do đâu mà có? Cây do rễ sanh ra. Ông Thang Ân Tỷ chẳng nói sai, nhưng quý vị phải tìm cội rễ. Cội rễ là gì? Cội rễ của Nho gia là Đệ Tử Quy. Cội rễ của Đạo gia là Cảm Ứng Thiền. Cội rễ của Phật Pháp là Thập Thiện Nghiệp. Ba thứ này quý vị đều coi rẻ, nghĩ chúng quá nông cạn, quá thấp, nhưng đó là cội rễ. Nếu quý vị dứt bỏ cội rễ, lấy đâu ra cành lá hoa quả? Do vậy, quý vị nghiên cứu kinh điển Nho gia và kinh luận Đại Thừa chẳng thấu triệt. Tôi nói hiện thời quý vị đang làm gì? Ở nơi đây, trong nhà trường, quý vị dạy và học về Nho học, Phật học, Đạo học. Tôi nói tôi và quý vị khác nhau. Trong tương lai quý vị có thể đạt được học vị tiến sĩ, có thể thành một chuyên gia về Hán học của Âu Châu, có thể là một giáo sư nổi tiếng, nhưng quý vị chẳng thể nào sung sướng tự tại như tôi được. Do nguyên nhân gì? Tôi học trái ngược với quý vị. Hiện thời người ngoại quốc viết chữ từ bên trái sang bên phải. Quý vị thấy, những gì quý vị học được là Phật học, còn tôi tương phản, học Phật.
Quý vị học đạo học, nho học, Phật học. Còn tôi là học nho, học đạo, học Phật, khác nhau. Học nho là học giống như Khổng Mạnh. Họ là gương mẫu tiêu chuẩn cho chúng ta. Phải mong bằng họ. Học Phật là phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Học đạo phải giống như Lão Trang. Như vậy thì mới kể là có thành tựu, mới có trí huệ, có thể thật sự giải quyết vấn đề. Bởi lẽ Phật học, đạo học, nho học là tri thức. Học Phật, học nho, học đạo là trí huệ. Lời ông Tha Cận Tỷ nói chẳng sai, nhưng rất nhiều người giải thích sai lầm. Buổi học ấy chỉ một giờ, tuy thời gian chẳng dài, nhưng soi sáng cho họ rất nhiều. Bởi lẽ, ba món căn bản ấy trọng yếu là cội rễ của Trung Quốc. Trước đây do người mẹ dung bồi căn cội này cho rễ sâu cội chắc. Nho gia là giáo dục luân lý đạo đức. Đạo gia nhằm giáo dục nhân quả. Phật pháp là giáo dục trí huệ. Quý vị thiếu căn bản này, dụng công cách nào, học tập cách nào, đều vô dụng. Quý vị học chẳng giống. Nói cách khác, trong cuộc sống quý vị có vấn đề, trong công tác có vấn đề, quý vị đều chẳng thể giải quyết. Nếu quý vị thật sự học nho, học đạo, học Phật, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Quý vị mới thật sự giống như Phu Tử đã nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, pháp hỷ sung mãn. Nhà Phật nói thường sanh tâm hoan hỷ, một người mỗi ngày đều vui vẻ, làm sao chẳng khỏe mạnh cho được. Mỗi ngày đều lo lắng sẽ đổ bệnh, chẳng phải là dáng vẻ khỏe mạnh được. Tướng trạng khỏe mạnh là mỗi ngày đều vui sướng. Nho thích đạo đều là như vậy. Vì thế chúng ta phải nhận biết rõ ràng, phải nghiêm túc học tập. Tiếp đó điều thứ hai là an thanh tịnh tâm, vị bạc nhất thiết chúng sanh khổ cố. Đó là cứu khổ. Cứu khổ cứu nạn dùng phương pháp gì? Mục đích gì? Khiến cho hết thảy chúng sanh được an bình. Quý vị thấy trong xã hội hiện tại, lòng người bất an, không định được, chẳng tỉnh được, mỗi cá nhân đều có phiền não khá nghiêm trọng. Làm như thế nào đây? Chúng ta biết ô nhiễm quá nghiêm trọng do những gì tạo thành? Nói thật ra, do TV tạo thành, do Internet tạo thành. Internet và TV là đại ma vương, rất đáng sợ. Trong quá khứ, Thầy Phương bảo tôi những thứ này có thể hủy diệt một quốc gia, hủy diệt dân tộc. Quý vị chớ nên không cẩn thận đối với nó. Thầy nói trong tương lai nước Mỹ bị diệt vong thì nhân tố đầu tiên là TV. Khi ấy thầy đã cảnh báo chính phủ Đài Loan phải cẩn thận. Lúc đó Đài Loan vừa mới khởi đầu, nếu đi theo nếp sống của Mỹ sẽ bị hủy diệt trong tương lai. TV hủy diệt thế hệ kế tiếp, hủy diệt những người trẻ tuổi. TV dạy gì vậy? Bạo lực, tìm dục, giết, trộm, dâm, dối, học từ nhỏ. Kinh khủng quá, hoàn toàn trái nghịch với tánh đức. Nhưng người trong xã hội và những kẻ chịu trách nhiệm trong chính phủ hoàn toàn chẳng có ý thức về vấn đề nghiêm trọng này. Khi tôi phỏng vấn tại Mã Lai, vị thủ tướng trước kia là Mã Cáp Địch
cũng từng bàn với tôi về vấn đề này. Ông ta nói vấn đề này hết sức nghiêm trọng. Nhất là sau khi kỹ thuật mã hóa ra đời, quý vị thấy một con chip nhỏ ngần ấy, một con chip lớn bằng móng tay mà chứa đựng thông tin nhiều ngần ấy. Nhưng hiện thời những thông tin ấy đều chẳng tốt, đều là bất thiện, đều làm hỏng con người. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Ông ta còn tìm người nhắn tôi, mong trong lần phỏng vấn thứ hai sẽ thảo luận với ông ta về vấn đề này trong một thời gian dài. Đấy cũng là một người hữu tâm. Có người hiện thời một mực mê muội truy cầu danh lợi, tranh danh trục lợi. Đạt được gì? Dẫu có đạt được, khổ chẳng thể nói nổi. Lo được, lo mất. Khi chưa đạt được thì mong đạt được. Khi đã đạt được lại sợ mất đi, làm sao an tâm cho được? Không thể nào an. Tâm không thanh tịnh sẽ không an. Có người như vậy sống khổ sợ quá. Vì thế Phật Thánh Nhân dạy chúng ta phương pháp. Chúng ta muốn cứu xã hội, thế giới và địa cầu này thì dùng phương pháp gì? Giảng kinh giáo học. Vẫn là câu nói cũ rích này, càng nghĩ càng thấy có lý. Quý vị giảng kinh giáo học nhằm đánh thức giác tánh của con người, đánh thức bổn thiện. Chỉ cần người ấy giác ngộ, quay đầu, tâm người ấy sẽ định, trí huệ mở mang. Đối với những thứ hư giả, tiếng tâm lợi dưỡng là giả. Tiền tài dẫu nhiều đến mấy, chẳng phải là quý vị vẫn ngày ăn ba bữa, đêm ngủ chỉ nằm một chỗ dài rộng sáu thước ư? Nếu liễu giải chân tướng sự thật, quý vị truy cầu những thứ ấy để làm gì? Khổ chẳng thể nói nổi. Áo cơm đầy đủ là được rồi. Mỗi ngày có thể ăn no, quần áo mặc ấm, có một căn nhà nhỏ để đục mưa, tránh gió. Quý vị nói có phải là sung sướng lắm hay không? Nhà to mỗi ngày phải tốn không ít thời gian để quét tước dọn dẹp. Tôi ở Mỹ rất nhiều năm. Những đồng học bên ấy làm ăn khá lắm. Mua một căn nhà to. Thứ sáu và thứ bảy không đi làm. Họ ở nhà làm gì? Dùng thời gian cả ngày để dọn dẹp nhà cửa. Nếu quý vị không dọn dẹp, cảnh sát sẽ thay quý vị dọn dẹp, phạt tiền quý vị. Đó là người đầy tớ cho nhà cửa. Quý vị phải hầu hạ nó. Quý vị mua một căn nhà nhỏ khỏe hơn, tốn 1-2 tiếng đồng hồ đã dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, mới có thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ. Người Hoa biết sống. Người đọc sách thật sự, bậc cao nhân. Dựng một túp lều tranh nhỏ ở nông thôn, thoải mái cùng cực. Tôi nhớ thuở bé sống ở nông thôn, ở trong căn nhà tranh vách đất, tôi rất lưu luyến. Căn nhà ấy, quý vị thấy chẳng vừa mắt, nhà tranh, đông ấm, hè mát, rất thoải mái, tường rất dày. Tường gần dày đến 2-3 thước. Đất bằng đất, lợp bằng cỏ tranh rất dày. Quả thật đông ấm, hè mát. Mùa đông khí lạnh chẳng lọt vào được. Sống rất thoải mái.
Nhà đúc bằng bê tông cốt sắt nhìn đẹp đẽ, nhưng thật sự chẳng có ích cho con người như lều tranh của Trung Quốc. Con người sống nơi ấy tâm địa thanh tịnh, trường thọ. Con người hiện thời nói là từ trường khác nhau. Hiện thời một tòa cao ốc bao nhiêu người ở? Từ trường rất hỗn loạn, rất phức tạp. Ở nông thôn gần bên túp lều tranh không có ai, rất xa mới có nhà người khác. Làm sao giống nhau cho được? Giúp đỡ người khác bằng thân hành ngôn giáo. Chúng ta dùng thân mình tận lực thực hiện, thật sự thực hiện giáo huấn của cổ thánh tiên hiền trong công việc, trong xử sự, đãi người, tiếp vật. Học vấn thật sự là đem những đạo lý trong kinh điển biến thành tư tưởng và kiến giải của chính mình, cảnh giới ấy sẽ được nâng cao. Vấn đề trong hiện tại là vì giao thông thuận tiện, thông tin phát triển. Địa cầu đúng là thôn địa cầu. Đi vòng quanh trái đất mất 2 ngày, tôi đi mất 3 ngày. Tôi đi 1 lần. Ngày đầu tiên từ Bắc Kinh bay tới Bali. Ở Bali, ngồi xe lửa sang Anh. Ngày thứ hai, từ Anh bay tới Nữ Ước. Ngày thứ ba, từ Nữ Ước bay về Bắc Kinh. Thôn địa cầu mà. Con người trước kia không có cách nào tưởng tượng chuyện này. Truyền thông phát triển, bất luận nơi đâu xảy ra chuyện gì, qua tivi, radio, lập tức biết ngay. Không gian sống của chúng ta khác với trước kia. Đương nhiên nhu cầu tri thức khác nhau. Do vậy, chẳng thể không quan tâm đến thế giới này. Thế giới này có tương quan mật thiết với chúng ta. Nhưng những thứ thông tin rác rưởi quá nhiều. Nếu quý vị xem tiếp xúc những thứ ấy, phải lãng phí bao nhiêu tinh thần. Do vậy tôi đều buồn xuống hết. Nhưng tôi cũng có đường ống, tức là có những đồng học hảo tâm. Đối với những sự kiện trọng đại, họ bèn hạ tải từ Internet đưa cho tôi xem. Đại khái đôi 3 ngày tôi đọc chừng 2-3 trang. Những sự kiện trọng đại được nói trên Internet tôi đều biết. Đó là những thứ tất yếu. Toàn bộ chẳng tiếp xúc. Tận hết sức giữ gìn cái tâm thanh tịnh. Giữ cho tâm an định. Chúng ta mới có năng lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Giảng kinh giáo học là cùng nhau chia sẻ trí huệ của Nho Thích Đạo. Thứ ba là lạc thanh tịnh tâm. Chữ đọc là nhạo, nghĩa là ưa thích. Nếu đọc là lạc sẽ là vui sướng. Quý vị thấy hết thảy đều giảng về cái tâm thanh tịnh. Thứ nhất là vô nhiễm, thứ hai là an, thứ ba là lạc. Dục linh nhất thiết, chúng sanh đắc đại bồ đề cố. Đối với lạc thì phải ban cho họ chân lạc. Nếu sau khi vui mà còn có tác dụng phụ sẽ chẳng phải là lạc.
chẳng phải là chân lạc. Do vậy Phật pháp từ bi cứu thế, hai chữ từ tế nói đến chân thật rốt ráo sẽ là đại thừa Phật pháp. Có phải là ban cho quý vị của cải hay chăng? Không phải. Có phải là ban cho quý vị địa vị hay chăng? Không phải. Có phải là ban cho quý vị sự vinh diệu hay chăng? Cũng không phải, mà là giúp quý vị phá mê khai ngộ. Vì sao? Khổ là do mê mà có. Quý vị chẳng liễu giải chân tướng sự thật, cũng có nghĩa là quý vị nghĩ sai, thấy sai, làm sai, nên chuốc lấy quả báo bất thiện. Đó là khổ. Nếu quý vị tỉnh ngộ, giác ngộ, tư tưởng và kiến giải của quý vị chính xác, lời nói và việc làm chính xác, sẽ cảm được hiện quả, thật sự sung sướng. Lìa khổ được vui là quả báo. Phá mê khai ngộ là nhân. Phật Bồ Tát giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, tự nhiên phải đạt đến lìa khổ được vui. Giáo học mà. Trong giáo học quan trọng nhất là chính mình phải nêu gương tốt. Nếu lời nói chẳng đi đôi với việc làm, người khác chẳng tin tưởng quý vị, ngươi là đồ giả, chẳng thật. Chẳng hạn như đối với ba căn bản của giáo dục, những năm qua tôi luôn hết sức nhấn mạnh, khuyên mọi người chúng ta phải học bù đắp những môn ấy. Những môn ấy từ nhỏ chúng ta chưa học, cha mẹ cũng chẳng học, ông bà cũng chẳng học. Nay chúng ta học bù những môn ấy, đương nhiên khá khó khăn, nhưng biết những môn ấy trọng yếu, nghiêm túc học tập, học bù những môn ấy cũng chẳng khó khăn. Thật sự chịu làm, 2 năm sẽ nhất định học bù xong xuôi. 2 năm ấy nhằm dung bồi căn bản, hãy còn kịp. Nếu muốn giúp đỡ người khác giáo hóa chúng sanh, hãy học theo Khổng Tử, học theo Phật Thích Ca. Còn phải học bù một môn nữa là văn chương văn ngôn. Văn chương văn ngôn là trí huệ chân thật của tổ tiên Trung Quốc, chẳng gì có thể sánh bằng. Tổ tiên biết ngôn ngữ sẽ biến đổi theo thời đại. Nếu văn nói và văn viết giống như nhau, người mấy trăm năm sau đọc đến sẽ chẳng hiểu văn chương hiện thời. Do vậy phát minh một phương pháp tách rời văn viết và văn nói. Bất luận ngôn ngữ biến đổi ra sao, văn viết chẳng thay đổi. Phương pháp hay lắm, cả thế giới tìm không ra nước thứ hai nào. 2500 năm trước Khổng Tử viết sách, nay chúng ta có thể đọc hiểu, giống như đối diện trò chuyện. Đây là một chuyện tuyệt diệu. Do vậy chúng phải bổ sung văn chương văn ngôn vào khóa trình. Học văn chương văn ngôn như thế nào? Chẳng khó khăn chút nào cả. Văn chương văn ngôn phải cậy vào học thuộc. Vì thế trong quá khứ thầy Lý dạy chúng tôi, các anh có thể học thuộc 50 bài cổ văn. Khi ấy tài liệu dạy học được chọn từ bộ Cổ Văn Quán Chỉ. Có thể thuộc 50 bài sẽ có năng lực đọc văn chương văn ngôn, nắm vững văn chương văn ngôn. Đại Tạng Kinh được viết bằng văn ngôn, Tứ Khố Toàn Thư viết bằng văn ngôn. Quý vị nắm được cái chìa khóa này, cổ nhân lưu lại những kho báu, quý vị đều có thể thụ dụng. Nếu có thể thuộc 100 bài, quý vị sẽ có năng lực viết văn ngôn. Nếu chúng ta mỗi tuần học một bài, thuộc một bài rồi mới học bài khác, học thuộc 100 bài cũng không tới 2 năm. 2 năm nắm được chìa khóa. Đối với những kho báu do tổ tông lưu lại, quý vị sẽ có phần.
Nếu quý vị chẳng chịu làm sẽ rất uổng. Những thứ ấy hiện thời đều có. Kỹ thuật ấn loát tiến bộ, in tứ khố toàn thư chẳng khó. Năm ngoái, hình như là năm trước đó, tôi đặt thương vụ ấn thư quán in 100 bộ tứ khố toàn thư. Đại khai tháng 5, tháng 6, năm nay sẽ in xong. Giao toàn bộ cho tôi. Tôi đặt in 100 bộ. Dự tính tặng cho những trường có nhu cầu trong nước. Tốn thời gian 2 năm, quý vị nắm được chìa khóa, có thể duyệt đọc. Kinh là học vấn. Sử là kinh nghiệm. Có học vấn, có kinh nghiệm lịch sử, quý vị sẽ có năng lực trị quốc, bình thiên hạ. Có thể giải quyết vấn đề, thật sự đem lại thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình cho chúng sanh. Thật sự làm được, chẳng phải là mơ tưởng diễn dâm, mà là thật sự có thể thực hiện được. Do vậy, ông Thang Ân Tỷ có thể nói ra câu ấy. Tôi rất bội phục ông ta. Đây là một người ngoại quốc, nghiên cứu văn hóa sự thế giới, là một nhà lịch sử triết học, nói rất hay. Do vậy, người thật sự giác ngộ trong thế gian, đại từ đại bi, đại nguyện đại lực, gần như đều theo đuổi giáo học, chọn lựa nghề nghiệp này hết sức có lý. Họ chẳng làm nghề nào khác mà làm nghề này. Làm nghề nghiệp này đúng là cứu thế cứu dân. Trong Phật Pháp, tâm vui thanh tịnh vì muốn làm cho hết thảy chúng sanh đắc Đại Bồ Đề. Đại Bồ Đề, trí huệ viên mãn trong tự tánh, gọi là Đại Bồ Đề, giúp đỡ hết thảy chúng sanh trở về tự tánh. Trí huệ bát nhã viên mãn trong tự tánh hiện tiền, đó gọi là đắc Đại Bồ Đề. Chuyện này rất khó. Tuy trong tự tánh vốn có, nhưng quý vị cần phải buông khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước xuống. Nói rất dễ, làm rất khó. Có thể chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian là tiểu trí huệ. Nhưng trí huệ ấy là thật, chẳng giả. Tiểu trí huệ, lại buông phân biệt xuống, bèn là Bồ Tát, gọi là đại trí huệ. Cuối cùng có thể không khởi tâm, không động niệm, trí huệ viên mãn. Đó là trí huệ của Phật. Đúng là chúng ta chẳng dễ gì làm được. Khởi tâm động niệm, câu này chúng ta chẳng dễ gì liễu giải. Tới khi bản thân chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm, học bộ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thủ Quốc Sư, mới liễu giải khái niệm này đôi chút. Thật sự khó. Ngay cả nhập pháp môn đã quá khó. Quý vị thấy nhập môn phải buông xuống ngã chấp, phải buông biên kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến xuống, rất khó khăn. Do vậy trong Đại Thừa có pháp môn đặc biệt là nhiếp thụ chúng sanh, sanh bỉ quốc độ cố.
Bỉ quốc độ là thế giới của Tây Phương A-di-đà Phật. Trong các vị Phật Như Lai, A-di-đà Phật giống như một vị đã phát đại tâm thành lập một ngôi trường. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là Đại học Phật giáo. Là một đại học đa nguyên văn hóa. Tôi chẳng học Phật, tôi học Cơ Đốc giáo, có thể giảng sanh hay không? Tôi học Đạo Hồi, có thể giảng sanh hay không? Thưa quý vị, thảy đều có thể giảng sanh. Tuyệt diệu. Giảng sanh chỉ là lúc lâm chung. Đối với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tin tưởng, phát nguyện. Ta tin tưởng, ta phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Ta tu Cơ Đốc giáo hay tu Đạo Hồi, đem công đức tu hành hồi hướng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thấy đều có thể giảng sanh. Môn này lớn lắm. Bất luận quý vị học pháp môn nào cũng đều có thể giảng sanh. Vì sao? Quý vị luôn tu thiện tích đức, đem công đức ấy hồi hướng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đều có thể nâng cao phẩm vị của quý vị. Nhà Phật không có quan niệm môn hộ. Nếu có kiến giải về môn hộ, chẳng phải là đối lập ư? Vừa mở đầu đã bảo quý vị buông đối lập xuống, nhận biết cả vũ trụ và chính mình là nhất thể. Ta và A Di Đà Phật là nhất thể. Trong kinh Phật chẳng nói tin tưởng ngưỡng mộ các tôn giáo khác sẽ bị loại trừ. Không có, không có cậu ấy. Quý vị đọc kinh giáo Đại Thừa sẽ phát hiện trong ấy có rất nhiều vị Bà La Môn. Đó là tín đồ Bà La Môn giáo. Còn có rất nhiều ngoại đạo. Họ đều là tín đồ của các tôn giáo khác, nhưng đều là học trò của Phật. Do vậy Đức Phật tiến hành giáo dục, chẳng phải là truyền bá tôn giáo, chẳng đối lập với các tôn giáo khác. Tôn giáo nào đến học cũng đều quan nghênh, đều thành tựu giống hệt như nhau, đều giảng sanh như nhau, tự thế giới cực lạc thành Phật, đạt được học vị tối cao trong giáo dục Phật giáo. Sau khi đạt được, người ấy vẫn là Bà La Môn giáo hay vẫn là Cơ Đốc giáo, chẳng thay đổi tôn giáo, biến thành bậc thánh nhân trong tôn giáo của người ấy. Đấy là chân thật nghĩa trong giáo pháp Đại Thừa. Quyển kinh có tác dụng gì không? Cũng không tác dụng. Người sao sẽ không xem quyển kinh, xem thấy nặng đến như vậy, mệt chết đi được. Họ cần một cái vi tính nhỏ để ở trong túi, trong đó bất cứ thứ gì cũng có. Họ sẽ không xem đến quyển kinh nữa. Chúng ta phải tường tận. Đây là tùy chư chúng sanh chủng chủng tâm lạc. Cho nên, nếu bạn muốn giúp đỡ chúng sanh, bạn phải nên biết hiện tại trong đầu của họ cần thứ gì. Họ nói là cái gì, họ làm là việc gì, bạn thấy đều hiểu được. Sau đó, dẫn dắt họ. Làm thế nào hướng họ đến chánh đạo? Tránh khỏi tà tư. Đó chính là Phật Pháp. Phật Pháp muốn giúp tất cả chúng sanh phá tà hiện chánh. Vậy thì chúng ta ở 30 năm trước ở Đài Loan, cư sĩ Hàng Anh, sức mạnh của bà hiệp trợ chúng ta xây dựng một đạo tràng ở Đài Bắc, thư viện thị thính Phật giáo Hoa Tạng. Ban đầu chúng ta khai mở lợi dụng máy thu hình, làm băng ghi âm, băng ghi hình. 20-30 năm không gián đoạn. Cho nên hiện tại băng ghi âm đĩa VCD gần đây nhất hoàn toàn là bản đĩa VCD.
lưu thông đến toàn thế giới. Các vị cúng dường tôi đều đem đi làm việc lợi ích này. Đã mười mấy năm rồi tôi không dùng đến tiền. Tiền không còn tác dụng đối với tôi. Toàn bộ thảy đều đem đi làm đĩa, làm băng ghi âm, in kinh sách, lưu thông đến toàn thế giới. Chỉ tất cả vật xuất bản của chúng ta, những băng ghi âm đĩa VCD đều không có bản quyền. Hoan nghênh mọi người phiên dịch sao chép lưu thông. Cho nên pháp duyên thù thắng. Có rất nhiều pháp sư đến hỏi tôi, pháp sư Diễn Bồi đến tìm tôi, mời tôi ăn cơm. Ông nói tôi có một việc muốn thỉnh giáo với ông. Tôi nói thật không dám. Lão tiền bối gì vậy? Ông nói pháp duyên của ông rất thù thắng, có thể dạy cho tôi không? Việc này thì rất đơn giản. Bố thí pháp, bố thí vô điều kiện, thì pháp duyên ngài liền thù thắng. Cho nên tôi nói lại với ông, tôi nói là pháp sư, sách của ngài, sách của ông không ít, mấy mươi loại, cả đời rất khổ cực để viết ra rất nhiều sách. Phía sau của mỗi quyển sách đều có sách có bản quyền phiên ấn cần cứu xét. Tôi nói là pháp sư ngài không có pháp duyên. Tại vì sao vậy? Không ai dám phiên ấn sách của ngài. Phiên ấn sách của ngài là phạm pháp. Sau khi ông nghe rồi rất hối hận. Tôi nói ngài đem sách bán cho nhà sách lấy chút tiền bản quyền thì pháp duyên của ngài không còn. Vậy thì chúng ta đến một nơi nào giảng kinh, người ta mời tôi giảng kinh, người còn chưa đến, những thứ để kết duyên thầy đều đã đến. Lần này tôi vừa từ nước ngoài trở về, ở Cổ Tấn, Cổ Tấn của Malaysia, 2 ngày diễn giảng lớn, chính chúng đại khái có hơn 5.000 người. Tôi thì chưa đến. Đồ chúng ta kết duyên là 25 tấn, 2 ngày tặng 25 tấn. Năm trước ở Kiết Long Ba cũng là 2 ngày diễn giảng, những đồ kết duyên tiền Malaysia là 500 vạn. Sống kết thiện duyên. Bởi vì tôi không có đạo tràng, không dùng đến tiền. Tiền có được thì đều dùng để kết duyên. Mà không kết duyên với mọi người thì làm gì có được pháp duyên. Nếu bạn muốn pháp duyên thù thắng, đạo tràng trang nghiêm, rộng kết pháp duyên, hiểu được tùy thuận chúng sanh, chủng chủng tâm lạc, họ ưa thích cái gì thì chúng ta tặng họ cái đó. Tặng thì nhất định phải tặng tốt nhất. Sách chúng ta in phẩm chất đều rất tốt, in không được tốt thì người không cần. Thì hiện chủng chủng thành chánh giác môn. Câu nói này rất là quan trọng. Thành chánh giác môn là cửa thành Phật. Cửa thành Phật không phải một. Mỗi môn đều có thể thành đại đạo. 8 vạn 4.000 pháp môn, mỗi môn đều có thể chứng vô thượng bồ đề. Không phải một môn. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên chính mình tu một pháp môn, đối với pháp môn khác phải tán thán, không được hủy bán. Mà hủy bán thì sai. Chúng sanh căn tánh không như nhau. Cho nên Phật mở ra vô lượng pháp môn đều là giúp người thành Phật. Đây là đem tâm lượng của chúng ta mở rộng ra. Chúng ta niệm Phật có thể làm Phật. Kitô giáo cầu đạo cũng có thể làm Phật. Chỉ cần họ như lý như pháp đều có thể viên mãn tương ưng. Ta phải thường hay dạy họ.
ta khích lệ họ thâm nhập kinh tạng. Không phải kinh tạng của Phật giáo, Tân Cựu Ước, phải thâm nhập quyển kinh đó. Không thâm nhập họ không thể giải quyết được vấn đề. Hồi giáo thì tôi khuyên họ thâm nhập kinh Quran. Thâm nhập thì quán thông, liền có thể thành vô thượng đạo. Vào chưa được đủ độ sâu, sẽ có thành kiến, sẽ có dày dò, sẽ có chướng ngại. Một môn nào cũng đều thông vô thượng đạo. Người ta hỏi tôi, Pháp Sư, tư tưởng này của ông từ đâu mà có vậy? Từ trên Kinh Hoa Nghiêm. Tôi ngày ngày đọc Kinh Hoa Nghiêm mà. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy bảo chúng ta. Vậy thì bên trên đã nói, lược hiện sở kiến sự biệt. Biệt là khác biệt. Sự tướng đã thấy, chủng chủng khác biệt. Đây là lược nêu ra vậy. Con người nào được an vui, đem những khăn gói này buông bỏ thì được an vui. Người thông minh sẽ hưởng thụ, sẽ hưởng lạc. Phòng ốc để ở, ở cái phòng nho nhỏ, an vui, rất dễ dàng chỉnh lý. Mỗi ngày bạn tốn khoảng mười mấy, 20 phút chỉnh lý thì hoàn toàn sạch đẹp, thì bạn liền hưởng thụ rồi. Nếu như bạn ngu si, bạn mua một cái nhà thật to, mỗi ngày quét dọn hoàn cảnh cần phải tốn hết mấy giờ đồng hồ, chẳng phải mệt chết được hay sao? Tôi ở Hoa Kỳ, xem thấy có rất nhiều đồng tu đều ở cái nhà thật to. Tôi ở bên cạnh nhìn. Không phải người ở nhà, mà là nhà ở người. Người là nô lệ cho cái nhà. Làm việc cũng đã rất bận. Ở Hoa Kỳ, mỗi một tuần là có 2 ngày nghỉ. Thời gian của 2 ngày lo chỉnh lý hoàn cảnh của họ. Một chút nghỉ ngơi không có, khổ chết đi được. Làm gì tự tại như chúng ta, ngày ngày du sơn ngoạn thủy. Không có bất cứ thứ gì được đại tự tại. Cho nên, người Trung Quốc ngưỡng mộ đời sống của người Mỹ. Tôi cũng đã từng nói qua. Tôi lần đầu trở về Trung Quốc, cùng đi với Hàn quán trưởng thăm quê hương của bà. Quê hương của bà ở Đại Liên. Dường như là ...1985 thì phải. Lần đầu tiên tôi đến nơi đó thăm viếng, già trẻ nơi quê hương họ mời chúng tôi ăn cơm. Xem thấy chúng tôi từ Hoa Kỳ trở về, rất là ngưỡng mộ. Hỏi tình hình đời sống của người Mỹ. Tôi nói, tôi thành thật nói với các vị, tình hình đời sống của người Mỹ không bằng như các vị. Họ nghe rồi, người nào cũng ngẩn người ra. Người Mỹ là ở nhà Tây, mỗi nhà đều có thiết bị điện khí, đều có xe hơi riêng cho mình. Làm sao mà không bằng như chúng tôi? Tôi nói, các vị chỉ biết một mà không biết hai. Ngày hôm đó có hơn 30 người ngồi trong đó. Tôi nói, tôi hỏi các vị đang ngồi nhiều người như vậy, các vị có người nào mắc nợ đi trải qua ngày tháng hay không? Mỗi người nhìn nhau, không có người nào là người mắc nợ. Vậy thì thật là an vui. Người Mỹ, nhà ở, tủ lạnh, xe hơi đều là từ mua góp mà có. Dây tiền nơi ngân hàng, dây tiền nơi công ty bảo hiểm. Ngày ngày làm việc rất khổ, vẫn phải trả. Khi không còn công việc, nhà cửa xe hơi thấy đều bị ngân hàng công ty bảo hiểm lấy hết. Các vị bằng lòng trải qua những ngày tháng như vậy hay sao? Ngày tháng này người nước ngoài có thể trải qua, người Trung Quốc chúng ta quyết không trải qua ngày tháng này. Bạn nói tinh thần của bạn gánh nặng cỡ nào? Mỗi ngày bạn khổ cực, bạn làm việc tại vì sao vậy? Vì người khác.
sống là vì người khác mà sống cả một đời. Họ ngày ngày công tác cần mẫn đến như vậy, làm việc cho ngân hàng, vì công ty bảo hiểm, không vì chính mình mà sống, không vì chính mình mà sống, ngày tháng này làm sao mà dễ qua chứ? Có ý nghĩa gì đâu, tôi không trải qua ngày tháng như vậy. Trà thô cơm đạm, chân thì mang dép cỏ, trải qua đời sống của chính mình, như vậy mới giống người. Đó mới là chân thật hưởng thụ. Tôi nói, mỗi ngày các vị tan ca trở về, tôi thường thấy các vị ở nơi cửa, một cái ghế nhỏ, cùng mấy người bạn già, cùng ngồi nói chuyện, lại uống vài ly rượu. Tôi nói đời sống thanh nhàn của các vị như vậy, người nước ngoài có nằm mộng cũng không nghĩ đến. Họ làm gì có được loại hưởng thụ đó? Phương thức của mỗi người không như nhau. Từ giá trị quan đời sống mà quan sát, người Trung Quốc đã trải qua đời sống của chính mình. Cho nên đời sống đó đáng được ngưỡng mộ hay sao? Không đáng được ngưỡng mộ. Chúng ta xem qua nhiều, đi đến nhiều nơi xem, mới chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật. Nhân sanh ngắn ngủi, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, phải sống cho có ý nghĩa, sống cho có giá trị. Không nên để cho đời sống này luống qua. Đó gọi là thọ dục. Chư Phật Như Lai thì hiện ra sự thọ dụng chân thật. Chúng ta cần phải nghĩ cho thông, cũng chính là nói bạn giác ngộ rồi, bạn mới thấu suốt. Bạn chưa giác ngộ, bạn không chịu làm, bạn sẽ không buông bỏ cái trói buộc của bạn. Trói buộc là phiền não, gánh nặng, bạn không chịu buông bỏ. Vào thời nhà Đường, chân thật có một người khai ngộ, bạn cư sĩ, cư sĩ bạn Uẩn, đó là người khai ngộ. Ông có nhà, có vợ, có con gái, người cả nhà cùng khai ngộ rất hiếm có. Sau khi khai ngộ, ông hiện ra thân tướng gì vậy? Ông đem tất cả tài sản có được của ông, đem xuống một cái thuyền to, đưa thuyền ra giữa dòng sông, khoét một cái lỗ nhận chìm. Không cần thứ nào, ràng buộc đều bỏ hết, dứt hết. Đời sống thì phải làm sao? Đang chép cỏ. Chép cỏ, rất nhiều người chưa thấy qua. Tháng 5 năm nay tôi đến Tứ Xuyên thấy qua chép cỏ. Có người tặng cho tôi một đôi, tôi mang đến Singapore cho mọi người xem. Vào thời kỳ kháng chiến, chúng ta mang chép cỏ. Đang chép cỏ bán. Mỗi ngày đang mấy đôi chép cỏ, bán được mấy xu tiền, có thể sinh sống là đủ rồi, không cần đan nhiều. Không có tích lũy. Bạn nói xem từ tại dừng nào. Người thông thường thấy ông ấy cùng khổ, nói người này là bị điên, học Phật rồi. Các người thấy tài sản trong nhà không cần đến, đem đi giết hết. Có người hỏi ông không cần nữa, ông có thể đem những tiền của đó đi làm từ thiện, đi cứu giúp người khác, có phải là việc tốt hay sao? Ông trả lời một câu: việc tốt không bằng không việc gì. Vô sự mới tự tại, việc tốt vẫn không tự tại. Bạn tưởng tượng xem, người khai ngộ loại việc làm đó, phàm phu chúng ta không tưởng tượng ra được.
đó là chân thật giác ngộ. Đại sư Ấn Quang thời cận đại, các vị thường xem thấy trong văn sao, tổ sư ngài thường nói, Ấn Quang tôi trên không miếng ngói, dưới không có đất để đứng, tôi cũng không sợ chết, không có sanh tử. Đây là nói với chúng ta hãy đều buông bỏ. Chúng ta học Phật, hiểu rõ cái đạo lý này, phải thật là, tôi học Phật thật là may mắn. Vị thầy giáo chỉ đạo thứ nhất là Đại sư Chương Gia. Hơn nữa câu đầu tiên, câu đầu tiên mà ngài dạy cho tôi chính là nhìn được thấu, buông được xuống. Tôi làm học trò cũng không đến nỗi có lỗi với thầy. Tôi chịu nghe lời. Tôi thật làm. Buông bỏ chính là thí xả. Buông được sạch trơn. Cho nên cả đời tôi không có đạo tràng. Người ta muốn tặng đạo tràng cho tôi. Tôi nói với họ, có phải bạn đang rất tâm hại tôi không? Thông thường người ta nói, ây da, tôi tặng đạo tràng là việc tốt, là hại người, không phải là việc tốt. Xem thấy bạn rất thông thả, rất thoải mái, trồng vào cho bạn một cái tay nải lên lưng. Chỉ làm gì là hảo tâm, không phải hảo tâm. Cho nên ngày trước, ở Đài Bắc, Giảng Phong Văn tặng cho tôi một đạo tràng. Tôi liền hỏi ông ấy, có phải là ông muốn hại tôi không? Ông nói không phải, đã nói hết nửa ngày. Chân thật muốn tặng, tôi nói tốt. Tôi thành lập cho ông một cơ kim hội giáo dục Phật Đà, thành lập một hội đồng sự. Con người nào được an vui, đem những khăn gói này buông bỏ thì được an vui. Người thông minh sẽ hưởng thụ, sẽ hưởng lạc. Phòng ốc để ở, ở cái phòng nho nhỏ, an vui, rất dễ dàng chỉnh lý. Mỗi ngày bạn tốn khoảng mười mấy, 20 phút chỉnh lý thì hoàn toàn sạch đẹp, thì bạn liền hưởng thụ rồi. Nếu như bạn ngu si, bạn mua một cái nhà thật to, mỗi ngày quét dọn hoàn cảnh cần phải tốn hết mấy giờ đồng hồ, chẳng phải mệt chết được hay sao? Tôi ở Hoa Kỳ xem thấy có rất nhiều đồng tu đều ở cái nhà thật to. Tôi ở bên cạnh nhìn. Không phải người ở nhà, mà là nhà ở người. Người là nô lệ cho cái nhà. Làm việc cũng đã rất bận. Ở Hoa Kỳ, mỗi một tuần là có 2 ngày nghỉ. Thời gian của 2 ngày lo chỉnh lý hoàn cảnh của họ. Một chút nghỉ ngơi không có, khổ chết đi được. Làm gì tự tại như chúng ta, ngày ngày du sơn ngoạn thủy. Không có bất cứ thứ gì được đại tự tại. Cho nên người Trung Quốc ngưỡng mộ đời sống của người Mỹ. Tôi cũng đã từng nói qua, tôi lần đầu trở về Trung Quốc cùng đi với hàng quán trưởng thăm quê hương của bà. Quê hương của bà ở Đại Liên. Dường như là một 1985 thì phải. Lần đầu tiên tôi đến nơi đó thăm viếng, già trẻ nơi quê hương họ mời chúng tôi ăn cơm, xem thấy chúng tôi từ Hoa Kỳ trở về rất là ngưỡng mộ. Hỏi tình hình đời sống của người Mỹ,
Tôi nói, tôi thành thật nói với các vị, tình hình đời sống của người Mỹ không bằng với các vị. Họ nghe rồi, người nào cũng ngẩn người ra. Người Mỹ là ở nhà Tây, mỗi nhà đều có thiết bị điện khí, đều có xe hơi riêng cho mình, làm sao mà không bằng với chúng tôi? Tôi nói, các vị chỉ biết một mà không biết hai. Ngày hôm đó có hơn 30 người ngồi trong đó. Tôi nói, tôi hỏi các vị đang ngồi nhiều người như vậy, các vị có người nào mắc nợ đi tại qua ngày tháng hay không? Mỗi người nhìn nhau, không có người nào là người mắc nợ. Vậy thì thật là an vui. Người Mỹ, nhà ở, tủ lạnh, xe hơi đều là từ mua góp mà có. Dây tiền nơi ngân hàng, dây tiền nơi công ty bảo hiểm, ngày ngày làm việc rất khổ, vẫn phải trả. Khi không còn công việc, nhà cửa xe hơi thấy đều bị ngân hàng công ty bảo hiểm lấy hết. Các vị bằng lòng trải qua những ngày tháng như vậy hay sao? Ngày tháng này người nước ngoài có thể trải qua, người Trung Quốc chúng ta quyết không trải qua ngày tháng này. Bạn nói tinh thần của bạn gánh nặng cỡ nào? Mỗi ngày bạn khổ cực mà làm việc, tại vì sao vậy? Vì người khác. Sống là vì người khác mà sống cả một đời. Họ ngày ngày công tác cần mẫn đến như vậy, làm việc cho ngân hàng, vì công ty bảo hiểm, không vì chính mình mà sống. Không vì chính mình mà sống, ngày tháng này làm sao mà dễ qua chứ? Có ý nghĩa gì đâu. Tôi không trải qua ngày tháng như vậy. Trà thô cơm đạm, chân thì mang dép cỏ, trải qua đời sống của chính mình. Như vậy mới giống người. Đó mới là chân thật hưởng thụ. Tôi nói, mỗi ngày các vị tan ca trở về, tôi thường thấy các vị ở nơi cửa, một cái ghế nhỏ, cùng mấy người bạn già, cùng ngồi nói chuyện, lại uống vài ly rượu. Tôi nói đời sống thanh nhàn của các vị như vậy, người nước ngoài có nằm mộng cũng không nghĩ đến. Họ làm gì có được loại hưởng thụ đó? Phương thức của mỗi người không như nhau. Từ giá trị quan đời sống mà quan sát, người Trung Quốc đã trải qua đời sống của chính mình. Cho nên đời sống đó đáng được ngưỡng mộ hay sao? Không đáng được ngưỡng mộ. Chúng ta xem qua nhiều, đi đến nhiều nơi xem, mới chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật. Nhân sanh ngắn ngủi, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, phải sống cho có ý nghĩa, sống cho có giá trị. Không nên để cho đời sống này luống qua. Đó gọi là thọ dục. Chư Phật Như Lai thì hiện ra sự thọ dụng chân thật. Chúng ta cần phải nghĩ cho thông. Cũng chính là nói, bạn giác ngộ rồi, bạn mới thấu suốt. Bạn chưa giác ngộ, bạn không chịu làm, bạn sẽ không buông bỏ cái trói buộc của bạn. Trói buộc là phiền não, gánh nặng, bạn không chịu buông bỏ. Vào thời nhà Đường, chân thật có một người khai ngộ, bạn cư sĩ. Cư sĩ Bàn Uẩn, đó là người khai ngộ. Ông có nhà, có vợ, có con gái. Người cả nhà cùng khai ngộ rất hiếm có. Sau khi khai ngộ, ông hiện ra thân tướng gì vậy? Ông đem tất cả tài sản có được của ông, đem xuống một cái thuyền to, đưa thuyền ra giữa dòng sông, khoét một cái lỗ nhận chìm. Không cần thứ nào, ràng buộc đều bỏ hết, dứt hết. Đời sống thì phải làm sao? Đang chép cỏ,
Dếp cỏ, rất nhiều người chưa thấy qua. Tháng 5 năm nay tôi đến Tứ Xuyên thấy qua dếp cỏ. Có người tặng cho tôi một đôi, tôi mang đến Singapore cho mọi người xem. Vào thời kỳ kháng chiến, chúng ta mang dếp cỏ. Đang dếp cỏ bán. Mỗi ngày đang mít, đôi dếp cỏ bán được mấy xu tiền, có thể sinh sống là đủ rồi. Không cần đan nhiều. Không có tích lũy. Bạn nói xem từ tại dừng nào. Người thông thường thấy ông ấy cùng khổ, nói người này là bị điên, học Phật rồi. Các người thấy, tài sản trong nhà không cần đến, đem đi giết hết. Có người hỏi ông không cần nữa, ông có thể đem những tiền của đó đi làm từ thiện, đi cứu giúp người khác, không phải là việc tốt hay sao? Ông trả lời một câu, việc tốt không bằng không việc gì. Vô sự mới tự tại, việc tốt vẫn không tự tại. Bạn tưởng tượng xem, người khai ngộ loại việc làm đó, phàm phu chúng ta không tưởng tượng ra được. Đó là chân thật giác ngộ. Đại sư Ấn Quang thời cận đại, các vị thường xem thấy trong văn sao, tổ sư ngài thường nói, Ấn Quang tôi trên không miếng ngói, dưới không có đất để đứng, tôi cũng không sợ chết, không có sanh tử. Đây là nói với chúng ta hãy đều buông bỏ. Chúng ta học Phật, hiểu rõ cái đạo lý này, phải thật làm. Tôi học Phật thật là may mắn. Vị thầy giáo chỉ đạo thứ nhất là Đại sư Chương Gia. Hơn nữa câu đầu tiên, câu đầu tiên mà ngài dạy cho tôi chính là nhìn được thấu, buông được xuống. Tôi làm học trò cũng không đến nỗi có lỗi với thầy. Tôi chịu nghe lời, tôi thật làm. Buông bỏ chính là thí xả, buông được sạch trơn. Cho nên cả đời tôi không có đạo tràng. Người ta muốn tặng đạo tràng cho tôi, tôi nói với họ, có phải bạn đang rất tâm hại tôi không? Thông thường người ta nói, ây da, tôi tặng đạo tràng là việc tốt, là hại người, không phải là việc tốt. Xem thấy bạn rất thông thả, rất thoải mái, trồng vào cho bạn một cái tay nải lên lưng. Vì làm gì là hảo tâm, không phải hảo tâm. Cho nên ngày trước, ở Đài Bắc, Giảng Phong Danh tặng cho tôi một đạo tràng. Tôi liền hỏi ông ấy, có phải là ông muốn hại tôi không? Ông nói không phải, đã nói hết nửa ngày. Chân thật muốn tặng, tôi nói tốt. Tôi thành lập cho ông một cơ kim hội giáo dục Phật Đà, thành lập một hội đồng sự, cố gắng mà kinh doanh. Tôi không cần đến. Hội đồng sự hoạch định chương trình rất rõ ràng, sau đó giải tán, không có người kinh doanh. Tất cả tài sản cống hiến cho quốc gia. Trong những năm qua đã 10 năm rồi, từ năm 1999 bắt đầu. Trọn cả 10 năm, chúng ta tiếp xúc nhiều tôn giáo, đề xướng tôn giáo trên thế giới là một nhà. Tôi học tập kinh điển của tôn giáo khác, tôi cũng đã từng giảng Thánh Kinh, giảng Cổ Lan Kinh. Họ rất hoan nghênh. Tôi giảng Kinh Mân Côi đọc trong khóa lễ sáng tối của Đạo Thiên Chúa. DVD theo bài giảng về Kinh Mân Côi được lưu thông trong tôn giáo của họ. Trong sự cảm nhận của chúng tôi, tất cả giáo chủ các tôn giáo nói theo Phật Pháp,
đều là hóa thân của Phật. Trong Phổ Môn Phẩm có nói, nên dùng thân gì để độ, bèn hiện thân ấy. Nên dùng thân cơ đốc để độ, bèn hiện thành cơ đốc. Nên hiện thân thầy cả đạo hồi để đắc độ, bèn hiện thân thầy cả đạo hồi. Trong nhiều năm qua, cách nghĩ này của tôi được rất nhiều tôn giáo tán đồng. Trước kia tôi cứ tưởng còn phải mất một thời gian dài biện luận. Kết quả là chẳng cần. Đã nhiều năm như thế, chưa hề gặp phải tranh cãi lần nào, đều có thể tán đồng. Do vậy tôn giáo có thể đoàn kết. Tôn giáo nhất định phải giảng học, phải giáo dục. Tôn giáo không có giáo dục thì chỉ có hình thức, sẽ biến thành mê tín. Nhất định phải có giáo học. Thật sự những giáo chủ sáng lập tôn giáo đều là nhà giáo dục xã hội, lại còn là đa nguyên. Thời gian dạy học của Thích Ca Mâu Ni Phật dài nhất 49 năm. Gia Tô bị kẻ khác hại chết, dạy học 3 năm. Một hãng Mạc Đức dạy học 27 năm. Chúng ta chú tâm quan sát, lúc họ tại thế đều là giảng kinh giáo học. Hơn nữa, nhìn vào nội dung, đặt vững cơ sở giáo dục. Giáo dục khắp thế gian không chỉ chẳng phải là luân lý đạo đức nhân quả. Vì sao? Ba thứ giáo dục ấy có thể đem lại lợi ích thiết thân cho đại chúng trong xã hội. Chúng ta thường nói là thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình. Ba món giáo dục ấy có thể làm được. Một số ít những kẻ căn cơ thượng thượng lại nâng cao lên. Trong kinh điển có giáo dục triết học, giáo dục khoa học, giảng rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, giảng hết sức hay. Phật Pháp có thể thuyết giảng chuyện này viên mãn. Đấy là A-di-đà Phật kiến lập một ngôi trường, giúp quý vị giành được học vị tối cao. Người Trung Quốc gọi Đức Phật là Thánh Nhân. Nếu chúng ta dùng cách xưng hô quen thuộc của Trung Quốc, chúng ta gọi Khổng Tử là Chí Thánh Tiên Sư, thì chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật theo cách xưng hô như vậy, tức là Chí Thánh Bổn Sư. Phật môn gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư, nghĩa là vị thầy căn bản, vị thầy lập giáo. Chí Thánh là Phật, Chí Thánh Bổn Sư, mọi người sẽ chẳng nảy sanh hiểu lầm. Bồ Tát là hiền nhân, đại hiền. Đại hiền Văn Thù Sư Lợi, đại hiền Quán Thế Âm, đại hiền Địa Tạng Vương. Rất nhiều người tưởng Phật, Bồ Tát, A-la-hán là thần, đều là quỷ thần. Sự hiểu lầm ấy rất lớn. Chúng ta là đệ tử Phật chẳng giảng rõ ràng, giảng minh bạch, khiến cho đại chúng trong xã hội nảy sanh hiểu lầm to lớn như thế, rất đáng tiếc. Vì thế Ngài kiến lập thế giới ấy. Thế giới ấy do nguyện lực tạo thành, đại nguyện tuyệt diệu. Điều này có căn cứ lý luận từ Kinh Giáo Đại Thừa. Đức Phật nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Sự biến hóa trong cả vũ trụ có quan hệ hết sức mật thiết với tâm tưởng của chúng ta. Do vậy, nếu tư tưởng của mỗi cá nhân chúng ta thuần chánh, tâm thái tốt lành, quý vị sẽ khỏe mạnh, trường thọ, chẳng sanh bệnh tật gì.
Tật bệnh do đâu mà có? Lời Đức Phật nói giống như những điều đã giảng trong Trung Y. Cùng một đạo lý, tức là tâm thái của quý vị nảy sinh vấn đề. Trong Phật Pháp nói tới tam độc, tham, sân, si. Đấy là căn nguyên của tất cả hết thảy bệnh tật. Trong tâm quý vị có ba thứ ấy, cho nên bản thân quý vị có cái nhân bệnh tật. Tôi thường nói thêm hai thứ là ngạo mạn và hoài nghi. Hoài nghi thánh hiền, hoài nghi chính mình. Tôi gọi năm điều ấy là ngũ độc. Đức Phật giảng tam độc là tham sân si, tôi thêm vào hai cái nữa. Thành tham sân si, mạn nghi, ngũ độc. Quý vị có năm thứ độc này, bên ngoài có vi khuẩn cảm nhiễm, quý vị rất dễ nhiễm bệnh. Nếu bên trong chẳng có tham sân si mạn nghi, dẫu vi khuẩn gây bệnh bên ngoài nghiêm trọng cách mấy, vẫn chẳng thể nhiễm bệnh cho quý vị. Vì thế điều ấy được gọi là sức miễn dịch, quý vị sẽ không bị bệnh. Quý vị ra vào khu vực đang xảy ra nạn ôn dịch nghiêm trọng, chẳng sao cả. Đạo lý ở chỗ này. Đã có ngũ độc, mà nếu quý vị còn có năm thứ duyên thì hết sức dễ bị nhiễm bệnh. Năm thứ bệnh duyên là gì? Oán hận. Quý vị có oán khí, có hờn giận, có phiền não. Oán hận, não nộ, phiền là duyên, tức là duyên gây nhiễm bệnh. Có nhân có duyên, lẽ đâu quý vị chẳng ngã bệnh? Nếu quý vị hiểu đạo lý này, buông ngũ độc xuống, năm thứ tâm thái chẳng tốt đẹp cũng buông xuống. Bất luận trong hoàn cảnh nào, ta không có oán mà cũng chẳng có hận. Đối với thuận cảnh chẳng khởi tham luyến, đối với nghịch cảnh chẳng oán hận, vĩnh viễn giữ cho chính mình thanh tịnh bình đẳng. Quý vị sẽ trăm bệnh chẳng sanh. Dẫu bị bệnh, không cần trị liệu, tự mình lành bệnh. Vì sao? Chúng ta hiểu, phân tích mỗi tế bào trên toàn thân, thì tế bào đều do nguyên tử, hạt cơ bản hợp thành. Những hạt cơ bản nguyên tử ấy mang bệnh. Vì lẽ gì? Do quý vị có ngũ độc, nên mới bị nhiễm bệnh. Những tế bào ấy biến thành tế bào nhiễm bệnh. Nếu quý vị giác ngộ, hiểu rõ, buông những phiền não tập khí xuống, những tế bào mang bệnh sẽ lập tức khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường chẳng phải là khỏe mạnh ư? Do vậy, lý luận trong cách trị bệnh của Trung Y rất cao sâu, người ngoại quốc chẳng biết. Bệnh có thể chữa lành 7 phần cậy vào tâm thái, thuốc men chỉ hữu dụng 3 phần. Khi tâm thái tốt, 3 phần thuốc chẳng cần dùng đến. Nếu tâm thái của quý vị bất hảo, thường có ưu lự, thường có phiền não, thường có tham sân si mạn, bệnh ấy cũng rất khó chữa lành. Dẫu thầy thuốc giỏi cũng đành bó tay chịu phép. Do vậy, hiểu đạo lý này, đây chính là đạo dưỡng sanh. Chính mình có thể chẳng bị bệnh tật, dẫu mỗi năm tuổi cao hơn nhưng sức khỏe chẳng bị tổn hại tí nào. Cũng chẳng dễ dàng lão hóa. Đấy là gì? Tâm thái tốt đẹp. Đấy là Phật Pháp mang đến lợi ích chân thật hiện tiền cho chúng ta. Người thuộc lớp tuổi trung niên trở lên, mọi người chú trọng sức khỏe. Sức khỏe phải nhờ vào thuốc bổ là giả. Những thứ ấy đều rất đáng sợ. Vì sao? Chúng có tác dụng phụ. Chẳng phải là thứ tốt lành. Thứ tốt đẹp là tâm thái của quý vị. Hãy điều chỉnh tâm thái. Đoạn ác tu thiện. Vì thế ăn chay là đạo dưỡng sanh tốt nhất.
Tôi học Phật chưa đầy nửa năm, bèn chọn cách ăn chay. Tôi chẳng phải là mê tín, vì trước khi học Phật, lúc tôi còn học trong trường, từ lúc học trung học tại Nam Kinh, quê tôi ở An Huy. Tôi một mình ở Nam Kinh, ở nhà người bạn học họ Trần, Nhĩ Đông Trần, Trần Trí. Về sau anh ta học y, tôi ở trong nhà anh ta hình như hai học kỳ, tức một năm. Gia đình anh ta là đa nguyên văn hóa. Bà nội niệm Phật, trong nhà có tiểu Phật đường, niệm Phật, thắp nhang. Mẹ anh ta là tín đồ Cờ Đốc, cha là tín đồ Đạo Hồi. Do vậy tôi ở đây một năm, đối với Cờ Đốc giáo và Đạo Hồi đều hiểu đôi chút, thường nghe các vị lão nhân gia giảng giải. Hơn nữa tôi rất thích Đạo Hồi. Đạo Hồi nói tới ngũ công ngũ điển. Ngũ điển là ngũ luân của Nho gia. Vì thế Đạo Hồi của Trung Quốc và văn hóa truyền thống Trung Quốc đã dung hợp thành một khối vô cùng ôn hòa. Sau này tôi ở ngoại quốc, có một phái Đạo Hồi tại Trảo Oa thuộc Ấn Ni, do Trịnh Hòa truyền qua, nên trong phái ấy có dấu ấn văn hóa Trung Quốc vô cùng ôn hòa. Trịnh Hòa là tín đồ Đạo Hồi, chủ nhân của ông ta là hoàng đế Vĩnh Lạc, nhà vua là một Phật tử kiên thành, cho nên Trịnh Hòa cũng quy y Phật giáo. Ông ta cũng truyền Đạo Hồi. Một chi phái Đạo Hồi ở Tô Môn Đáp Lạp của Ấn Ni do Trung Đông truyền qua, so ra mạnh mẽ hung hãn, khác hẳn phái Đạo Hồi tại Trảo Oa. Vì thế dùng Nam Dương chịu ảnh hưởng rất lớn từ Trịnh Hòa, mãi cho đến hiện thời đã 600 năm mà vẫn còn thấy những hiệu quả ấy. Khi ấy tôi biết ăn uống trong Đạo Hồi được tìm hiểu kỹ hơn bình thường. Người bình thường chúng ta chỉ biết vệ sinh. Sinh là sinh lý, ăn uống nhằm bảo vệ sinh lý ấy, đó là vệ sinh. Đạo Hồi không chỉ biết vệ sinh mà còn biết vệ tánh. Tánh là gì? Tánh tình. Chúng ta tánh tình ôn nhu có liên quan tới ăn uống. Do vậy, phàm những động vật hay thực vật có tánh tình bất hảo, họ cũng không ăn. Năm ấy, tôi hiểu được một đạo lý như thế. Sau này tiếp xúc Phật Pháp chọn lựa cách ăn chay, giảng ba điều. Phật giáo không chỉ biết vệ tánh mà còn biết vệ tâm. Tâm là tâm từ bi. Do vậy, ẩm thực trong nhà Phật là vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Đây là đạo dưỡng sanh rất viên mãn. Tôi vừa tiếp xúc bèn tiếp nhận. Tôi ăn chay đến năm nay đã 59 năm. Sang năm tròn một giáp. Khỏe mạnh. Suốt đời chẳng bị bệnh. Tôi tham gia nhiều hội nghị quốc tế. Người ta hỏi tôi nhiều nhất là: Pháp sư, thầy dùng phương pháp dưỡng sinh nào? Tôi bảo họ: ăn chay, tâm thanh tịnh. Tôi chẳng có đạo dưỡng sanh nào khác, chỉ là ăn chay, tâm thanh tịnh, tận hết sức tránh né ô nhiễm bên ngoài, ô nhiễm vật chất, ô nhiễm tinh thần, tận hết sức tránh né. Mỗi ngày thân cận cổ thánh tiên hiền, đấy là tình trạng sinh hoạt mỗi ngày của tôi. Họ thấy thân thể tôi khỏe khoắn đều rất hâm mộ. Đấy là vì người khác thuyết pháp. Tuy họ không hiểu Phật giáo, cũng không mong học Phật. Thấy thân thể tôi khỏe mạnh, mong học theo tôi.
tôi sẽ dạy họ một chiêu vô cùng hữu hiệu. Lớn nhất là A-di-đà Phật đã kiến lập một đạo tràng tu hành cho chúng ta là thế giới cực lạc. Thế giới ấy vô cùng viên mãn. Trong bộ kinh này giới thiệu Tây Phương cực lạc thế giới, giới thiệu lịch sử và trạng huống trong cõi ấy, trạng huống sinh hoạt, giới thiệu thành quả giáo học bên ấy. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất là di dân sang Tây Phương cực lạc thế giới, thân cận A-di-đà Phật. Nơi ấy là chốn đạt được thường lạc rốt ráo. Bồ đề thị tất cánh thường lạc xứ. Quý vị phải ghi nhớ, Bồ đề là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác ngộ. Thật sự giác ngộ là chốn thường lạc rốt ráo. Trái lại, mê mà chẳng giác chính là thật sự thường lạc, lục đạo luân hồi do mê hoặc điên đảo tạo thành, là một cơn ác mộng. Giác ngộ là quý vị tỉnh lại. Nhược bất linh nhất thiết chúng sanh, đắc tất cánh thường lạc giả, tắc di bồ đề môn. Câu này nói rất hay. Đối với hết thảy chúng sanh, nếu chính mình đã đạt được mà chẳng giúp được cho người khác đạt được, đây chính là trái phạm bồ đề. Chính chúng ta đã đạt được, bèn có nghĩa vụ giúp cho hết thảy chúng sanh đều đạt được. Chính chúng ta hướng tới thế giới cực lạc, sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, thì phải giúp hết thảy chúng sanh đều đến thế giới cực lạc. Nơi ấy có hoàn cảnh khác nơi đây. Con người bên ấy là quá sanh, chẳng phải là thai sanh, nên chẳng có sanh khổ. Người bên ấy vô lượng thọ. Đối với vô lượng thọ này chúng ta biết, tâm thái của quý vị giữ được mức bình thường nhất định, thân thể sẽ chẳng dấy lên biến hóa. Đã định ra rất rõ ràng rồi, không có người nào có thể lấy đi được. Thế nên lần này đến nơi đây, có một vị lão cư sĩ họ Trần rất phát tâm, cũng muốn tặng một cái đạo tràng nhỏ cho chúng tôi. Hiện tại đang tu sửa. Tôi ở nơi đây tổ chức một hiệp hội giáo dục Phật Đà, cùng thành lập một hội đồng sự, thấy đều giao hết, làm những việc hoằng pháp đời sanh. Tôi không hề dính tay vào. Tôi biết được đây không phải là việc tốt. Nhúng tay vào thì mang giác không nổi, vậy thì quá khổ. Cả đời ở chỗ của người khác, cả đời làm khách. Đây là tôi thường nói, cả đời này của tôi có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Bạn thấy chúng ta ở nơi đây, mọi người ở trong đây rất vui vẻ. 2 giờ đồng hồ này chúng ta có quyền sử dụng. 2 giờ đồng hồ này, cái đạo tràng này là chúng ta sử dụng. Sau khi dùng xong rồi, trả cho họ là của họ, không liên quan với ta. Chúng ta chỉ cần quyền sử dụng, quyết định không cần đến quyền sở hữu. Đó mới là thọ dụng, thọ dụng chân thật. Bạn có quyền sở hữu thì bạn nhiều khổ. Bạn xem thấy hiện tại các vị đồng tu, có rất nhiều đồng tu đều mang máy nhắn tin, điện thoại di động. Đó là bạn sở hữu. Bạn gọi điện thoại thì phải trả phí điện thoại. Bạn xem nhiều phiền phức. Tôi cũng có điện thoại di động, là cư sĩ tặng cho tôi. Tôi không phải trả phí, ông ấy trả phí. Tôi có quyền sử dụng, ông ấy có quyền sở hữu. Điện thoại là của ông ấy. Bạn nói xem, thật tự tại. Tôi cũng không lo phí điện thoại bao nhiêu, cũng không cần biết đến nơi đâu để đóng là gì của ông ấy. Chư Phật Bồ Tát ở hư không pháp giới, Ngài có quyền sử dụng. Đích thực là Ngài không có quyền sở hữu. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, tôi đã học thuộc rồi.
Cho nên cả đời tôi sống được an vui đến như vậy, sống được tự tại đến như vậy, đều là Phật dạy cho. Phật pháp hay, hay ở chỗ nào vậy? Bạn chính mình phải tường tận, phải thấu suốt, phải nỗ lực học tập. Cái chỗ tốt này chúng ta liền hưởng thụ được đó mà. Tiếp theo phía sau là du hí. Du hí là gì vậy? Tùy duyên, quyết định không phan duyên, quyết định không thể nói tôi muốn làm gì thì làm cái đó, cả đời tôi không làm như vậy. Tôi muốn làm việc gì trong lòng tôi phải có đắn đo, rất khổ, tôi phải suy nghĩ, tôi không nghĩ đến. Người khác muốn tôi làm cái gì, tôi tùy thuận họ làm, vì thì rất tự tại. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đây gọi là du hí thần thông. Đời sống này thật an vui, thật tự tại. Cho nên đến cái thế gian này an vui thoải mái, tự tại an nhàn, không hề có chút gánh nặng nào, không có chút mệt mỏi. Ngay trong một đời này, làm những việc mà chính mình thích, đọc sách mà chính mình thích, bạn nói xem thật an vui. Đó là Phật Bồ Tát ban cho chúng ta, Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải chịu tiếp nhận. Bạn không chịu tiếp nhận, còn làm những việc theo mình, vậy thì bạn sai rồi, cô phụ giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Vì người thế gian, tại vì sao không dám tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát? Có hoài nghi đối với Phật Bồ Tát, sợ. Nếu ta xả bỏ hết rồi, ngày mai ăn cơm phải làm sao? Lo sợ, không dám tin tưởng. Chỉ có người không sợ chết thì được. Ngày mai không có thứ gì thì ngày mai tự nhiên có người đem cơm đến cho ta ăn, không hề lo lắng chút nào, quyết định không lo nghĩ. Đến lúc đó thì tự nhiên đến. Cho nên chúng ta tin tưởng nhân quả. Trong mạng có thì nhất định có, trong mạng không có, có cầu cũng không được, bạn hạ tất phải mong cầu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta tích công bồi đức, vậy chúng ta tu nhân thiện, quyết định có thiện quả. Tiền tài từ do đâu mà có? Do bố thí mà có, bố thí tài. Càng thí càng nhiều. Bạn không chịu bố thí, bạn làm sao có được tiền tài? Ngay đời này bạn phát được tài do đời trước bố thí, đời này không chịu bố thí, phước hưởng hết rồi thì sẽ không còn. Thông minh trí tuệ do bố thí phát, khỏe mạnh sống lâu, bố thí vô úy. Chúng ta ngày ngày làm ba loại công việc này, an vui không biết mệt, quả báo không cần phải nghĩ, sẽ tốt đẹp. Nghĩ đến nó làm gì? Ở trong đây có đại đạo lý, đây là thật, nhất định không phải là giả. Tôi học Phật cũng sắp gần 50 năm. 26 tuổi học Phật, năm nay 48 năm. Học Phật 48 năm, ở trên đài giảng kinh đã giảng 41 năm. An vui không biết mệt, tín tâm mỗi năm càng thêm lớn, tín tâm tăng trưởng năm sau nhiều hơn năm trước.
nhất định phải thật làm. Tôi ở nơi đây cũng là hiện thân nói pháp với các vị. Tôi thật làm, cho nên đạt được quả báo thù thắng như vậy. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Singapore thường hay tán thán tôi: Pháp Sư Tịnh Không không có thứ gì mà cũng không thiếu thứ gì. Chân thật do quả báo. Tôi không có xe hơi, thế nhưng tôi ra cửa còn ngồi xe tương đối cao cấp. Có người từ Singapore đến đều biết cư sĩ Phó, chính ông là ông chủ, lái xe bảo mã, ngày ngày đi theo tôi. Tôi đi đến nơi đâu, ông phụ trách đưa đón, giống y như xe của chính tôi. Ông chủ làm tài xế, xe không cần tôi phải mua, dầu cũng không cần tôi mua, đi đường lộ phí cũng không cần tôi mua. Bạn nói xem thật tự tại, thật an vui. Đó là gì vậy? Cái xe đó quyền sở hữu là của ông ấy, tôi có quyền sử dụng. Các vị có thể đem hai sự việc này làm cho rõ ràng: cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu, thì bạn liền an vui, thì bạn liền được đại tự tại. Đây là du khí dân gian. Đây đều là nói đời sống của chư Phật Bồ Tát, tình hình đời sống của họ. Đây gọi là họ dùng chân thật. Nếu như chúng ta chiếm làm của riêng, có được quyền sở hữu rồi, bạn tưởng tượng xem, bạn có được thọ dụng, bạn phải bỏ ra cái giá rất đắt. Được không bằng mất. Tỉ mỉ mà tư duy, không cân xứng. Cái sổ này phải tính cho tường tận, quyết định không được hàm hồ. Phía sau là chúng hội trang nghiêm đạo tràng. Chúng hội là tụ hội. Hiện tại chúng ta ở ngay đây, mọi người cùng tụ hội một nơi. Chúng ta tụ hội, bạn xem thật hạnh phúc, thật an vui. Chúng ta tụ hội chánh pháp, không phải tà pháp. Chỉ có chánh pháp trang nghiêm. Dùng cái gì để trang nghiêm? Tâm thanh tịnh trang nghiêm, dùng tâm chân thành trang nghiêm, dùng tâm bình đẳng trang nghiêm, dùng tâm từ bi trang nghiêm. Trang nghiêm đạo tràng. Đạo tràng ở nơi đâu vậy? Đạo tràng ở trong tâm. Kinh Duy Ma nói rất hay: trực tâm là đạo tràng, tâm chân thành là đạo tràng, tâm thanh tịnh là đạo tràng, tâm bình đẳng là đạo tràng, tâm từ bi là đạo tràng. Đây là Phật đạo, là chánh đạo. Mà không phải là cái giảng đường này, không phải là một nơi chốn. Trong nơi ở này là người có đạo. Cái chỗ này gọi là đạo tràng. Cái nơi ở này không phải là người có đạo, đó là có tràng không có đạo. Có đạo nhất định có đạo tràng, có tràng không nhất định có đạo. Có đạo thì nhất định có tràng. Cho nên bạn xem thấy kinh văn mỗi câu mỗi chữ hàm nghĩa sâu rộng cỡ nào. Quang minh vô biên chiếu diệu. Cái quang minh này
hàm nghĩa cũng là vô tận. Các vị đọc qua Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, bạn thấy trong Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh đã nói quang minh dân, đại viên mãn quang minh dân. Câu nói này là tổng thuyết. Biệt thuyết là trí tuệ quang minh dân, tam muội quang minh dân, thanh tịnh quang minh dân, nải chí quy y quang minh dân. Do đây có thể biết, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí, vô không phải là quang minh. Quang minh từ nơi đâu mà có? Quang minh từ trí tuệ mà có. Chỉ cần bạn chân thật quay lại đến giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí đều phát ra ánh sáng. Phóng quang minh, câu chữ này nghe rồi nếu như không thể nào có thể lý giải được, chúng ta đổi một cách khác để nói. Bạn ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, từng ly từng tí tràn đầy trí tuệ chân thật. Quang minh là trí tuệ chân thật. Chỗ này tương đối dễ hiểu hơn một chút. Đều ở ngay trong lời nói, nụ cười chính mình. Mấy câu nói trên đây, cái nói ra là chánh báo. Phía sau sẽ nói y báo cho chúng ta. Y báo là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Bên trên là nói tự thân chúng ta, thân thể chúng ta. Lại nói đến hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Cung điện trang nghiêm quốc giới, cái cung điện này phải nên biết hàm nghĩa của nó. Không nên vừa nhìn thấy cung điện liền nghĩ đến giống như hoàng cung vậy. Vậy thì bạn sai rồi. Bạn đã hiểu sai đi ý nghĩa. Cung là bình thường nơi chúng ta sinh hoạt cư ngụ, nên gọi là cung. Điện là văn phòng làm việc của chúng ta, nơi cùng mọi người tụ hội gọi là điện. Vậy thì nếu như bạn hiểu rõ ý nghĩa này rồi, ngay hiện tại này chúng ta đó là điện. Túc xá cư ngụ của chính chúng ta đó là cung. Hình thức của cung điện ngàn vạn lần khác biệt. Cho nên chúng ta vừa xem thấy cái chữ này, lập tức liền nghĩ đến cung điện của Bắc Kinh. Cái cung điện đó, thì bạn hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của Kinh Phật đã nói. Vì sao vậy? Chấp tướng rồi. Bạn chưa giác ngộ. Chân thật giác ngộ rồi thì sao? Cung là nhà ở tư nhân của bạn, điện là nơi làm việc tụ họp. Nếu như bạn là người buôn bán, cửa hàng mà bạn kinh doanh đó là điện. Nhà của chính bạn ở gọi là cung. Bạn từ ngay đây mà lý giải, phạm vi này sẽ rất rộng lớn. Bạn mới biết được dụng ý của nó. Thế là cung điện vào thời xưa cùng cung điện thời hiện đại, hình thức xây dựng không như nhau.
Phật giáo sở dĩ có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Phật giáo không có giới hạn, Phật giáo không có chấp trước, Phật giáo không có phân biệt. Đích thực giống như người hiện đại đã nói, dân chủ tự do mở rộng, đó là Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên có thể hoằng hóa hư không pháp giới, nó không có chướng ngại. Thế nhưng có một số người không thể nào lý giải bổn nghĩa của kinh Phật. Vọng văn sanh nghĩa, thế là sanh ra chướng ngại. Tôi cùng với nhân sĩ Kitô giáo thường qua lại Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Tôi nói với họ, tôi nói những tôn giáo này rất sớm đã truyền đến Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, vào thời đại Tùy Đường đã truyền đến Trung Quốc rồi. Tại sao Phật giáo ở Trung Quốc bén rễ nảy mầm, khai hoa kết quả? Tôn giáo của các vị mãi đến hiện tại vẫn không thể nào bén rễ. Nguyên nhân này do đâu? Họ không nghĩ ra được, cũng không cách gì trả lời tôi. Sau đó tôi nói với họ, Phật giáo là mở rộng, không phải bảo thủ. Phật giáo chú trọng bổn thổ hóa, hiện đại hóa. Cho nên vừa đến Trung Quốc liền bổn thổ hóa, hiện đại hóa cùng Trung Quốc. Người Trung Quốc đương nhiên hoan nghênh, lập tức liền tiếp nhận. Các vị không hiểu được bổn thổ hóa, không hiểu được hiện đại hóa, phương thức đời sống nhất định phải y theo truyền thống của các vị. Xây dựng đạo tràng nhất định phải xây dựng kiểu dáng truyền thống của các vị. Người Trung Quốc vừa nhìn, đó là giáo đường, là nước ngoài đến, nó không phải là văn hóa của Trung Quốc, liền sẽ ra sự ngăn cách. Phật giáo thì không như vậy. Phật giáo các vị thấy pháp sư sau khi đến Trung Quốc, họ mặc y phục của người Trung Quốc chúng ta, họ mặc áo tràng, họ không mặc đồ của người Ấn Độ. Người Trung Quốc chúng ta vỗ tay hoan nghênh, họ giống như chúng ta. Xây dựng đạo tràng, xây hình thức cung điện Trung Quốc, không phải là kiểu dáng Ấn Độ. Bạn tưởng tượng xem, thật thân thiết. Tạo hình tượng Phật là khuôn mặt người Trung Quốc, càng nhìn càng hoan hỷ, được người Trung Quốc tiếp nhận. Mục sư Kitô giáo các vị chính là kiểu dáng đó, không thể biến thành khuôn mặt của người Trung Quốc, không thể cạo bỏ đi hàm râu. Cho nên người Trung Quốc vừa xem thấy đó là người nước ngoài, không thể tiếp nhận. Các vị có hiểu được cái đạo lý này hay không? Sau khi họ nghe rồi dường như cũng có vẻ giác ngộ. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật không có tướng, có thể tùy duyên hiện tất cả tướng. Chỉ biến thành ra cái gì? Phật thật cao minh hơn họ, vĩ đại hơn họ. Họ chỉ là một cái tướng đó, không thể biến cái tướng khác. Cho nên không thể thích hợp với khu vực Trung Quốc. Bổn thổ hóa cùng hiện đại hóa là quan trọng. Cũng đồng một đạo lý này, ngày nay Phật giáo truyền đến Hoa Kỳ. Tôi đã ở Hoa Kỳ mười mấy năm, xem thấy người Đông Phương chúng ta đến Hoa Kỳ xây đạo tràng, cũng xây theo kiểu cung điện Trung Quốc. Cho nên ở Hoa Kỳ hoằng pháp hơn 100 năm rồi. Người nước ngoài bước vào học Phật rất ít. Do nguyên nhân gì vậy? Đã phạm sai lầm này, không hiểu được bổn thổ hóa cùng hiện đại hóa. Người ta vừa nhìn thấy cung điện Trung Quốc, đó là nước ngoài. Người Mỹ vừa xem thấy đó là người nước ngoài, họ sẽ không bước vào.
Cho nên có một số pháp sư đến hỏi tôi, họ nói pháp sư Tịnh Không, vậy ông xem phải làm bằng cách nào? Tôi nói đạo tràng của chúng ta phải xây giống như nhà trắng vậy. Không thể xây lớn được như vậy thì thu nhỏ lại, kiểu dáng thì giống như nhà trắng. Người Mỹ vừa nhìn, ây da, đây là phù tổng thống của chúng ta. Phật tượng bên trong nhất định phải là khuôn mặt của người Mỹ. Họ vừa nhìn, đó là người của chúng ta, tự nhiên sẽ bước vào. Hiện tại qua bên đó, xem thấy hình dáng bên ngoài là cung điện Trung Quốc, vào bên trong xem tượng Phật là người Trung Quốc, thì họ làm sao mà bằng lòng đến học? Cho nên người xuất gia thời đại này của chúng ta không bằng những cao tăng Ấn Độ năm xưa đến Trung Quốc. Bạn thấy cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc tạo tượng Phật là khuôn mặt người Trung Quốc, xây dựng đạo tràng kiểu dáng Trung Quốc, đây là cung điện trang nghiêm quốc giới. Bạn hiểu được cái đạo lý này mà nói, Phật giáo truyền khắp thế giới, thông suốt, không ngăn ngại. Bạn không hiểu được đạo lý này thì chướng ngại trùng trùng. Bạn làm sao có thể thông được chứ? Kinh điển bày ra trước mắt, ý nghĩa rõ ràng như vậy, họ nhìn không ra, họ biết niệm không xem ra được ý nghĩa, họ lại không làm được. Kinh này chẳng phải đã đọc suông rồi sao? Cho nên tôi ở Đức Châu, Đạt La Tư cũng xây một đạo tràng nhỏ, quy mô rất nhỏ, chỉ có 5.000 mét. Đó là đạo tràng xây thứ nhất, 2 tầng lầu, thiết kế phòng ốc hoàn toàn là kiểu dáng của Hoa Kỳ. Phật tượng bên trong cúng Tây Phương Tam Thánh, A Di Đà Phật người Ấn Độ, Quan Thế Âm Bồ Tát người Trung Quốc, Đại Thế Chí Bồ Tát người Mỹ, Đa Nguyên Văn Hóa. Đa Nguyên Văn Hóa đó mà, có phải không? Ban đầu tôi nghĩ tam tôn tượng Phật đều tạo khuôn mặt của người Mỹ, bởi vì chúng ta các vị đều biết tôi chưa từng hóa duyên, không tìm người. Tượng Phật này là tượng Phật vẽ, có một cư sĩ tặng cho, người tặng cho đến ngày nay cũng không biết là ai, không biết là gì nào tặng, đưa đến Cơ Kim Hội Giáo Dục Phật Đà của tôi thì người ấy đi. Thế nhưng ba tấm tượng Phật này vẽ rất là trang nghiêm. Họ vẽ ra A-di-đà Phật là khuôn mặt người Ấn Độ, Bồ-Tát Quan Thế Âm là người Trung Quốc, Bồ-Tát Đại Thế Chí là khuôn mặt người Mỹ. Rất tốt. Hiện tại chúng ta gọi là đa nguyên văn hóa. Mọi người có thể hòa hợp, quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, đều có thể hòa thuận cùng sống với nhau. Cho nên hiện tại nghĩ lại, ba tôn tượng này càng nghĩ càng có ý nghĩa, rất phù hợp với trào lưu giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Việc này không thể không biết. Đây là nói đến cung điện trang nghiêm quốc giới, thọ lượng thị hữu tu đoạn. Đây là trụ thế, thời gian trụ thế dài ngắn tự tại. Dài ngắn cũng không phải tùy ý. Nếu tùy ý thì sao? Bạn chính mình còn có ý nghĩ. Chính mình có ý nghĩ là phàm phu, không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chính mình không có ý nghĩ. Phật Bồ Tát trụ thế gian dài ngắn là xem cái gì? Xem nhu cầu của chúng sanh. Phật Pháp chúng ta gọi là Pháp Duyên. Phật Bồ Tát ở thế gian này để làm cái gì? Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chính vì sự việc này thôi. Chúng sanh thế gian có thể tiếp nhận, có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, Bồ Tát sẽ ở thêm nhiều thời gian một chút ở thế gian. Chúng sanh thế gian này tính tâm không còn,
cũng không thể giải chân thật nghĩa, hiểu sai đi ý nghĩa, lại không chịu thật làm. Thời gian Phật Bồ Tát ở thế gian sẽ rút ngắn, đi sớm hơn một chút. Không phải ý của riêng mình, hay nói cách khác, do mọi người cần đến. Đây là nói thọ lượng thị hữu tu đoạn. Tu là dài, dài ngắn không như nhau. Không luận là trụ thế, không luận là không trụ thế, đều là lợi ích chúng sanh. Trong lợi ích chúng sanh, quan trọng nhất chính là giác ngộ chúng sanh. Cho nên có rất nhiều Phật Bồ Tát thị hiện nhập diệt. Khi vừa thị hiện, làm cho rất nhiều người giác ngộ, tỉnh ngộ ra. Dùng phương thức này để dạy học. Bồ Tát thường trụ thế gian, mọi người ngày ngày cùng ở chung với họ thì xem thường, không hiếm lạ, không có gì cực khôi nữa. Tâm đều tản mạn. Họ vừa thì hiện nhiệt độ thì liền cẩn trương lên. Vốn dĩ vào lúc đó dường như có việc gì, khi không còn nữa chúng ta liền lập tức cảm thấy mất đi một thầy giáo tốt rồi. Thế là tính cảnh giác liền nâng cao. Cho nên thị hiện diệt độ cũng chính là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Loại tình huống này rất nhiều. Đích thân chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm này. Thị hiện nhập diệt cũng đều là vì chúng sanh, quyết không vì chính mình. Đó mới gọi là thật tự tại. Câu phía sau, tùy chư chúng sanh chủng chủng tâm lạc, thị hiện chủng chủng thành chánh giác môn. Vậy thì do đây có thể biết, Phật Bồ Tát độ chúng sanh phương pháp rất nhiều, rất là hoạt bát, quyết không chấp trước một loại phương pháp nào. Chúng sanh ưa thích thế nào, tùy theo sở thích của họ dẫn đạo chúng sanh. Cho nên Phật khai ra vô lượng pháp môn. Không phải Ngài chỉ có một pháp môn, một pháp môn thì không thể độ được tất cả chúng sanh. Vô lượng vô biên pháp môn, dùng pháp môn gì vậy? Hoàn toàn xem căn tánh của chúng sanh thời hiện đại. Vì hiện tại chúng ta, cái xã hội lớn này, cái đại hoàn cảnh này hiện tại đi hướng nào? Thời đại khoa học kỹ thuật cao. Ngay trong tưởng tượng của tôi, 5 năm sau, mỗi một người đều sử dụng vi tính. Thế là tôi liền nghĩ đến đạo tràng thế kỷ 21 là thế nào vậy? Tuyệt đối không phải là xây dựng chùa miếu, không phải vậy. Như vậy sẽ bị đào thải, không phát huy tác dụng. Đạo tràng thế kỷ 21 của Phật giáo là truyền hình vệ tinh. Đó là đạo tràng Phật giáo. Thông qua phát sóng của vệ tinh, đem Phật Pháp đưa đến trong nhà của mỗi người, đưa đến tay của từng người, đường truyền, đưa đến máy tính trên tay của bạn. Đây là đạo tràng của thế kỷ 21, tuyệt đối không phải là
chùa miếu to, vậy thì không phát huy được tác dụng. Nơi đó biến thành cái gì chứ? Nơi tham quan du lịch. Đó là một cái bia kỷ niệm lịch sử, không khởi được tác dụng. Tác dụng là phát sóng của vệ tinh, là ở đường truyền vi tính. Quyển kinh có tác dụng gì không? Cũng không tác dụng. Người sao sẽ không xem quyển kinh? Xem thấy nặng đến như vậy, mệt chết đi được. Họ cần một cái vi tính nhỏ để ở trong túi, trong đó bất cứ thứ gì cũng có. Họ sẽ không xem đến quyển kinh nữa. Chúng ta phải tường tận. Đây là tùy chư chúng sanh chủng chủng tâm lạc. Cho nên nếu bạn muốn giúp đỡ chúng sanh, bạn phải nên biết hiện tại trong đầu của họ cần thứ gì, họ nói là cái gì, họ làm là việc gì, bạn thấy đều hiểu được. Sau đó dẫn dắt họ làm thế nào hướng họ đến chánh đạo. Tránh khỏi tà tư, đó chính là Phật Pháp. Phật Pháp muốn giúp tất cả chúng sanh phá tà hiện chánh. Vậy thì chúng ta ở 30 năm trước ở Đài Loan, cư sĩ Hàn Anh, sức mạnh của bà hiệp trợ, chúng ta xây dựng một đạo tràng ở Đài Bắc, thư viện thị thính Phật giáo Hoa Tạng. Ban đầu chúng ta khai mở lợi dụng máy thu hình, làm băng ghi âm, băng ghi hình. 20-30 năm không gián đoạn. Cho nên hiện tại băng ghi âm đĩa VCD gần đây dứt hoàn toàn là bản đĩa VCD, lưu thông đến toàn thế giới. Các vị cúng dường tôi đều đem đi làm việc lợi ích này. Đã 10 mấy năm rồi tôi không dùng đến tiền. Tiền không còn tác dụng đối với tôi. Toàn bộ thảy đều đem đi làm đĩa, làm băng ghi âm, in kinh sách, lưu thông đến toàn thế giới. Chỉ tất cả vật xuất bản của chúng ta, những băng ghi âm đĩa VCD đều không có bản quyền. Hoan nghênh mọi người phiên dịch sao chép lưu thông. Cho nên pháp duyên thù thắng. Có rất nhiều pháp sư đến hỏi tôi, pháp sư diễn bồi đến tìm tôi, mời tôi ăn cơm. Ông nói tôi có một việc muốn thỉnh giáo với ông. Tôi nói thật không dám. Lão tiền bối, việc gì vậy? Ông nói pháp duyên của ông rất thù thắng, có thể dạy cho tôi không? Việc này thì rất đơn giản. Bố thí pháp, bố thí vô điều kiện, thì pháp duyên ngài liền thù thắng. Cho nên tôi nói lại với ông, tôi nói là pháp sư, sách của ngài, sách của ông không ít, mấy mươi loại. Cả đời rất khổ cực để viết ra rất nhiều sách. Phía sau của mỗi quyển sách đều có sách có bản quyền, phiên ấn cần cứu xét. Tôi nói là pháp sư ngài không có pháp duyên. Tại vì sao vậy? Không ai dám phiên ấn sách của ngài. Phiên ấn sách của ngài là phạm pháp. Sau khi ông nghe rồi rất hối hận. Tôi nói ngài đem sách bán cho nhà sách lấy chút tiền bản quyền thì pháp duyên của ngài không còn. Vậy thì chúng ta đến một nơi nào giảng kinh, người ta mời tôi giảng kinh, người còn chưa đến, những thứ để kết duyên thầy đều đã đến. Lần này tôi vừa từ nước ngoài trở về, ở Cổ Tấn, Cổ Tấn của Malaysia, 2 ngày diễn giảng lớn, chính chúng đại khái có hơn 5.000 người. Tôi thì chưa đến, đồ chúng ta kết duyên là 25 tấn. 2 ngày tặng
25 tấn. Năm trước ở Kiết Long Ba cũng là 2 ngày diễn giảng, dẫn độ kết duyên tiền Malaysia là 500 vạn. Sống kết thiện duyên. Bởi vì tôi không có đạo tràng, không dùng đến tiền. Tiền có được thì đều dùng để kết duyên. Bạn không kết duyên với mọi người thì làm gì có được pháp duyên? Nếu bạn muốn pháp duyên thù thắng, đạo tràng trang nghiêm, rộng kết pháp duyên. Hiểu được tùy thuận chúng sanh, chủng chủng tâm lạc, họ ưa thích cái gì? Thì chúng ta tặng họ cái đó. Tặng thì nhất định phải tặng tốt nhất. Sách chúng ta in phẩm chất đều rất tốt, in không được tốt thì người không cần. Thì hiện chủng chủng thành chánh giác môn. Câu nói này rất là quan trọng. Thành chánh giác môn là cửa thành Phật. Cửa thành Phật không phải một. Mỗi môn đều có thể thành đại đạo. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, mỗi môn đều có thể chứng vô thượng bồ đề, không phải một môn. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên chính mình tu một pháp môn, đối với pháp môn khác phải tán thán, không được hủy bán. Mà hủy bán thì sai. Chúng sanh căn tánh không như nhau. Cho nên Phật mở ra vô lượng pháp môn đều là giúp người thành Phật. Đây là đem tâm lượng của chúng ta mở rộng ra. Chúng ta niệm Phật có thể làm Phật. Kitô giáo cầu đạo cũng có thể làm Phật. Chỉ cần họ như lý như pháp đều có thể viên mãn tương ưng. Ta phải thường hay dạy họ. Ta khích lệ họ thâm nhập kinh tạng. Không phải kinh tạng của Phật giáo, Tân Cựu Ước, phải thâm nhập quyển kinh đó. Không thâm nhập họ không thể giải quyết được vấn đề. Hồi giáo thì tôi khuyên họ thâm nhập kinh Quran. Thâm nhập thì quán thông, liền có thể thành vô thượng đạo. Vào chưa được đủ độ sâu, sẽ có thành kiến, sẽ có dày dò, sẽ có chướng ngại. Một môn nào cũng đều thông vô thượng đạo. Người ta hỏi tôi, pháp sư, tư tưởng này của ông từ đâu mà có vậy? Từ trên Kinh Hoa Nghiêm. Tôi ngày ngày đọc Kinh Hoa Nghiêm mà. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy bảo chúng ta. Vậy thì bên trên đã nói, lược hiển sở kiến sự biệt. Biệt là khác biệt, sự tướng đã thấy. Chủng chủng khác biệt, đây là lượt nêu ra vậy. Con người nào được an vui, đem những khăn gói này buông bỏ thì được an vui. Người thông minh sẽ hưởng thụ, sẽ hưởng lạc. Phòng ốc để ở, ở cái phòng nho nhỏ, an vui, rất dễ dàng chỉnh lý. Mỗi ngày bạn tốn khoảng 10 mấy 20 phút chỉnh lý thì hoàn toàn sạch đẹp, thì bạn liền hưởng thụ rồi. Nếu như bạn ngu si, bạn mua một cái nhà thật to, mỗi ngày quét dọn hoàn cảnh cần phải tốn hết mấy giờ đồng hồ, chẳng phải mệt chết được hay sao? Tôi ở Hoa Kỳ, xem thấy có rất nhiều đồng tu đều ở cái nhà thật to. Tôi ở bên cạnh nhìn. Không phải người ở nhà, mà là nhà ở người. Người là nô lệ cho cái nhà. Làm việc cũng đã rất bận. Ở Hoa Kỳ, mỗi một tuần là có 2 ngày nghỉ. Thời gian của 2 ngày lo chỉnh lý hoàn cảnh của họ. Một chút nghỉ ngơi không có, khổ chết đi được. Làm gì tự tại như chúng ta, ngày ngày du sơn ngoạn thủy.
không có bất cứ thứ gì, được đại tự tại. Cho nên người Trung Quốc ngưỡng mộ đời sống của người Mỹ. Tôi cũng đã từng nói qua, tôi lần đầu trở về Trung Quốc cùng đi với Hàn quán trưởng thăm quê hương của bà. Quê hương của bà ở Đại Liên. Dường như là ...1985 thì phải. Lần đầu tiên tôi đến nơi đó thăm viếng, già trẻ nơi quê hương họ mời chúng tôi ăn cơm, xem thấy chúng tôi từ Hoa Kỳ trở về, rất là ngưỡng mộ, hỏi tình hình đời sống của người Mỹ. Tôi nói, tôi thành thật nói với các vị, tình hình đời sống của người Mỹ không bằng như các vị. Họ nghe rồi, người nào cũng ngẩn người ra. Người Mỹ là ở nhà Tây, mỗi nhà đều có thiết bị điện khí, đều có xe hơi riêng cho mình, làm sao mà không bằng như chúng tôi. Tôi nói, các vị chỉ biết một mà không biết hai. Ngày hôm đó có hơn 30 người ngồi trong đó. Tôi nói, tôi hỏi các vị đang ngồi nhiều người như vậy, các vị có người nào mắc nợ để trải qua ngày tháng hay không? Mỗi người nhìn nhau, không có người nào là người mắc nợ. Vậy thì thật là an vui. Người Mỹ, nhà ở, tủ lạnh, xe hơi đều là từ mua góp mà có. Vay tiền nơi ngân hàng, vay tiền nơi công ty bảo hiểm, ngày ngày làm việc rất khổ, vẫn phải trả. Khi không còn công việc, nhà cửa xe hơi thấy đều bị ngân hàng công ty bảo hiểm lấy hết. Các vị bằng lòng trải qua những ngày tháng như vậy hay sao? Ngày tháng này người nước ngoài có thể trải qua, người Trung Quốc chúng ta quyết không trải qua ngày tháng này. Bạn nói tinh thần của bạn gánh nặng cỡ nào? Mỗi ngày bạn khổ cực mà làm việc, tại vì sao vậy? Vì người khác. Sống là vì người khác mà sống cả một đời. Họ ngày ngày công tác cần mẫn đến như vậy, làm việc cho ngân hàng, vì công ty bảo hiểm, không vì chính mình mà sống. Không vì chính mình mà sống, ngày tháng này làm sao mà dễ qua chứ? Có ý nghĩa gì đâu. Tôi không trải qua ngày tháng như vậy.